Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một bản ngọc mới của một vị tướng spin nha mọi người. Thì mọi người ai chưa đăng ký kênh thì mọi người cho mình xin một nút đăng ký để mình có thêm cái động lực tạo ra thêm nhiều cái video gắn ngọc của các vị tướng mới cho mọi người xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bản ngọc. Thì bản ngọc của vị tướng này thì nó có công vật lý là cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xiên giáp là 64, tốc chạy là 10 và tốc đánh là 26% nha. Thì ở đây mình sẽ lên cái phần là full tốc đánh nha mọi người. Tại sao mình lại lên full tốc đánh thì một phần mình sẽ nói cho mọi người xem. Bản ngọc của vị tướng này sẽ như sau. Thứ nhất là 10 viên ngọc đỏ thì mọi người lên cho mình đó chính là 0,5%, tỷ lệ chí mạng và tốc đánh là 1,6%. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím thì mọi người sẽ lên cho mình là tốc chạy và tốc đánh là 1% nha, đúng 10 viên. Còn ngọc đỏ thì tỷ lệ chí mạng là 0,5% và 1,6%, đúng 10 viên luôn. Còn ngọc lục á, thì là công vật lý là 0,9 và xiên giáp là 6,4 nha. Đây, khi mình lên ngọc xong thì nó sẽ hiện ra là công vật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xiên giáp là 64, tốc chạy là 10 và đặc biệt là tốc đánh là 26% nha. Đây, bây giờ mình sẽ giải thích cái phần tại sao mình lên tốc đánh 26% mà mình không lên là chỉ có 10% thôi. Đó là do cái thứ nhất, con tướng này á nó có hai cái điểm, thứ nhất là điểm mạnh, cái thứ hai là điểm yếu. Điểm mạnh của vị tướng này đó chính là cái tỷ lệ sát thương chí mạng nó rất là cao. Đó, cái thứ hai là cái điểm yếu. Thì điểm yếu của con tướng này á đó chính là cái tỷ lệ mà di chuyển cơ động á, thì nó rất là kém, nên là vị tướng này á, mới vô đầu trận nó cần farm lính nó rất là nhiều, và giữa trận á, chỉ farm lính và để trụ thôi, nó không có mạnh, nhưng mà nó rất là mạnh ở cuối trận nha mọi người. Khi mà cuối trận thì nó rất là mạnh, nó sẽ gần giao tranh tổng thôi nó sẽ rất là mạnh luôn. Thì đó là cái phần chia sẻ về bản ngọc. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái phần trang bị và cái cách phù hiệu nha. Rồi đi sẽ đi vào phần trang bị nha. Đây, đây là trang bị của vị tướng Sweepy. Thứ nhất thì mình sẽ lên cái thánh kiếm. Và món thứ hai mình sẽ lên cái giày hậu vệ. Món thứ ba là lên vuốt không tàn. Món thứ tư là mình lên quỷ kiếm nha. Cái quỷ kiếm này chắc lợi hại mọi người. Khi lên cái kiếm này thì cái tỷ lệ hút máu nó rất là cao. Tiếp theo là cây kiếm Mugamasa. Cuối cùng đó chính là cái giáp phong mạnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần trang bị về phù hiệu nha. Thì phù hiệu của vị tướng này á, thì mình sẽ chọn là như sau. Cái sát thương chí mạng nha, cái viên đá đầu tiên mình sẽ chọn cái thứ ba. Tiếp theo mình sẽ chọn cái viên đá trên là tăng CT. Cuối cùng mình chọn tăng CT dưới. Và cái phù hiệu của nó là sát thương chí mạng nha. Rồi, cái phần chia sẻ của mình về bản ngọc Speed B đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Thì mọi người ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh mình để theo dõi các video bản ngọc tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.